chán. Nghĩ nó chán lại bị chửi. Cứ làm cái gì đến Trung Quốc, cứ làm gì đến tàu lại bị chửi. Một cái video hôm trước đang có 500B, gần triệu người xem mà bị chửi đến 560 cái bình luận chửi, bảo là tàu cộng chả làm cái gì cả. Trong khi đó mình chỉ ra những cái ưu nhược điểm của những cái dòng xe nó phù hợp với công việc của quý vị và các bạn mà thôi, chứ chả có cái ý nghĩa nào là ủng hộ Trung Quốc hay ủng hộ Việt Nam cả. Cái đấy mình không liên quan đến cái vấn đề chính trị, mà ở đây xét những cái yếu tố một cái dòng xe nó phù hợp với đường nào đi cho tốt và với tầm tiền nào thì nó hợp lý, thế thôi, chả có một ý nghĩa nào khác cả. Thôi hôm nay không khen xe tàu nữa, hôm nay chê đi, làm cái clip chê kinh khủng đi. Một cái dòng xe dán lè dán liệt này, ơi giời, dán vàng khắp xe luôn. Xe gì mà 6 năm rồi nó vẫn còn bóng thế? Xe gì mà nhìn nó đồ sộ ghê gớm, từ cái lốp cái láp và chiều cao ghê gớm vậy. Không biết xe này bao nhiêu tiền nhỉ? À, xe này nó chỉ rơi vào khoảng 340 triệu thôi, nhưng tải trọng lên đến 7 tấn anh em ạ. Thử hỏi xem rằng tầm hơn 300 triệu mà mua được xe gì tầm 7 tấn thu hồi vốn nhanh ạ. Khá là khó với những dòng xe như Hyundai hay Isuzu, phải không ạ? Thực ra thì nếu có tiền ấy, nếu có tiền thì tôi sẽ lựa chọn những dòng xe hãng, nó hiện đại hơn rất là nhiều, nó êm ả hơn rất là nhiều, nó đảm bảo sức khỏe cho tôi và những người đi cùng tôi, cho hàng hóa của tôi. Nhưng nếu với cái tầm tài chính nó ít ỏi, với một cái mục tiêu tài chính nó ngắn hạn để nhanh thu hồi vốn khi mới bắt đầu khởi nghiệp, thì tôi sẽ lựa chọn không một cái dòng xe nào khác. Nó vẫn ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ well tried, tiết kiệm nhiên liệu, ổn định, turbo tăng áp, all-in. Và đặc biệt là dòng xe Olin 700A này. Cái thằng 700A này tôi yêu thích hơn, yêu thích hơn so với những dòng xe khác. Bởi vì sao? Nó là đàn anh, nó là đàn anh của những cái dòng xe như là 800A bây giờ đấy. 800A bây giờ lốp là lên lốp 9 rồi. Và khi bạn nhìn ngắm tổng thể chiếc xe này, bạn có thể thấy rằng cái tên 700A thôi, 700A và nghe liên quan gì đến 700B, đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng nó khác bởi có một cái khoang cabin ở đây, nó gọi là cabin kép và nó có giường nằm. Chúng ta hoàn toàn có thể ngả lưng sau mỗi chuyến đi dài chở hàng mệt mỏi, đúng không ạ? Đó, xe tàu ấy mà. Nhưng xe tàu vẫn có chỗ nghỉ ngơi, ít tiền nhưng vẫn có chỗ nghỉ ngơi. Cái cabin này, khi mà chúng ta ghé vào cái cabin này, chúng ta hoàn toàn thấy khá là ít những cái đồ chơi, nhưng một số những chi tiết cơ bản như phanh hơi lốc kê, chúng ta có thể nhìn thấy cái phanh hơi lốc kê đây. Đấy. Và xe này cũng đã được chủ trước trang bị điều hòa cũng như là màn hình hết rồi, an toàn hết rồi. Chân ga, chân phanh, các thứ, mọi thứ bảo dưỡng đều đặn. Đó. Ngoài ra cũng chưa có gì, kính vẫn là kính quay tay. Đời 2014 anh em ạ. Đấy, có cái giường nằm, tôi rất yêu cái giường nằm này. Thì cái thùng lọt lòng thùng của dòng xe 700A này nó cũng dài hơn so với lại 700B. Thùng của 700A này tôi nhớ không nhầm là nó dài 6m2. Chiều rộng của dòng xe 700A này nó rơi vào khoảng là 2m270 thì phải. Còn chiều cao thì từ mặt đất lên đến đỉnh thì nó rơi vào khoảng 4m, và chiều cao lọt lòng thùng nó rơi vào khoảng 2m550, tôi nhớ không nhầm là như vậy. Thì về tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao nó nhỉnh hơn một chút so với dòng xe 700B, và nó tương tự như cái dòng xe 800A 8 tấn bây giờ. Thì đó là một chút thông tin về dòng xe 700A này. Ngày hôm nay thực tế thì mình hơi bức xúc một chút vì những cái ý kiến mình đưa ra. Có thể là những cái ý kiến vừa rồi
khen cái dòng xe 500B theo cái phong cách của anh Hùng Lâm ấy. Đúng, mình rất yêu thích và mình rất thần tượng anh Hùng Lâm. Tuy nhiên rằng một cái clip mình chỉ mong muốn là mang lại một cái tính giải trí và mong muốn rằng gửi gắm những cái thông tin, chia sẻ những cái thông tin chi tiết để quý vị và các bạn có được những cái nhận định và đưa ra được cái quyết định nó đúng đắn nhất, phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu đứng dưới góc độ kinh tế vì tiền ấy, mình sẽ khuyên tất cả quý vị và bạn chọn những chiếc xe nhiều tiền, chọn những xe hãng. Thứ nhất là đỡ phải bảo hành, và thứ hai quý vị đi nó bền bỉ, và thứ ba nữa là lợi nhuận về những dòng xe hãng nó cao. Đấy, nó cao kinh khủng luôn. Còn đâu, nếu đứng dưới cái góc độ là lương tâm nghề nghiệp, tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn chọn được một chiếc xe phù hợp về cả kinh tế cũng như là công việc cho quý vị và các bạn. Thì tôi mới phân tích cho các bạn biết được cái ưu nhược điểm của thằng này như thế nào, ưu nhược điểm của những thằng kia ra làm sao. Của dòng xe tàu nó không bền được. Nếu chúng ta mới khởi nghiệp nhưng chưa có chân hàng thì đừng mua xe tàu làm gì. Nó khi bán ra nhá, mua vào, bước ra khỏi cửa thôi, nó đã mất khoảng một nửa giá trị xe rồi. Nói luôn cho nó vuông là như vậy. Đấy, chắc chắn là như vậy luôn. Nhưng nếu bạn đã có sẵn mối hàng và có chân hàng ổn định rồi thì tôi khẳng định luôn rằng chả có cái thằng xe nào khác xe Olin mà vừa bền bỉ lại nhanh thu hồi vốn hơn nó. Nếu cái tầm 9 tấn quay đầu, khẳng định luôn, cam kết luôn, uy tín luôn. Còn bạn tin thì tin, không tin thì cứ hỏi những người đi trước. Mình không tranh luận nhiều. Nhiều người bảo là ông nói phét ít thôi, xe Olin 500B, 700B nó cứ cõng tải, nó có 5 tấn, 7 tấn, ông cứ nói cõng được, tải quá tải gấp đôi. Đây là tôi nói ở cái khía cạnh đó là cái khả năng chịu tải và quá tải tốt. Tôi khẳng định nó cõng được gấp đôi là chuyện bình thường. Cõng gấp đôi xe 5 tấn cõng được 10 tấn là chuyện bình thường, và xe 7 tấn cõng được 12, 13 tấn là chuyện bình thường, khẳng định luôn. Các bạn có thể test xe nhà mình ở số nhà 77 phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Khẳng định một điều như vậy và tư vấn để cho các bạn dùng. Có đâu tôi tư vấn lên tôi chẳng được 1.000 nào của quý vị các bạn cả. Các bạn quý tôi thì các bạn đến và các bạn thử xe đúng với công việc, đúng với nhu cầu, đúng như mô tả thì các bạn có thể ủng hộ mình. Còn không thì các bạn vẫn có những sự trải nghiệm và các bạn cần tư vấn thêm về giá cả, về cách xem xe như thế nào, kể cả dòng xe 5 tạ hay 1 tấn 25, 1 tấn 4, hay những cái dòng xe dưới 9 tấn thì mình hoàn toàn tư vấn cho quý vị và bạn 24/7 luôn. Đó là cái quan điểm của mình ngày hôm nay. Thực ra bản thân mình không biết nói hay, không biết nói hay cho nên là nó nói thẳng đôi khi là các bạn mất lòng. Nhưng mà mong, rất là mong các bạn thông cảm cho mình. Mình chỉ muốn chia sẻ những cái điều chi tiết và những cái ưu nhược điểm để quý vị chọn được một cái sản phẩm nó đúng với nhu cầu của mình mà thôi. Tiếp theo chương trình là mình sẽ đi chi tiết vào chiếc xe 700A này nhá. Không bàn ở đây, không bàn khía cạnh chính trị Trung Quốc, Tàu Cộng hay là Việt Nam thì không bàn luôn, chỉ bàn về xe thôi, được không ạ? Ok. Thì 700A thì chúng ta sẽ quan trọng những cái yếu tố, ví dụ như là dòng xe tải tầm trung này, chúng ta xem cái lốp này. Cái lốp, riêng những cái quả lốp này nó cũng đáng giá rất là nhiều. Một quả nó cũng phải rơi vào trên 5 triệu. Đấy, tầm tầm như thế. Thì những cái xe mà nó giữ được những cái dàn lốp mà nó còn tương đối thì chúng ta mua về. Và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của xe. Ví dụ chiếc xe này 340 mà lốp mà nó mòn hết thì chúng ta mất cả dàn đi, 1, 2, 3, bao nhiêu quả nhỉ? 4, 6 quả, 2 quả dự phòng là 8 quả. Nếu mất đi một quả lốp thì chúng ta cũng mất đi khá là nhiều tiền rồi. Cho nên khi đi mua dòng xe tải trung là chúng ta nhìn những cái yếu tố lốp cũng quan trọng, nó rất là quan trọng. Còn đâu là những dòng xe tải nhẹ thì thôi, tầm 1 tấn, 2 tấn 4 thì thôi. Còn đâu là những chiếc xe mà tải tầm trung này, yếu tố lốp càng đẹp càng tốt, càng đỡ mất tiền. Đấy, tiếp theo là đăng kiểm của chiếc xe này đến tháng 9 năm 2021 cơ. Đời 2014 thì cho lên chiếc xe này vẫn được đăng kiểm 1 năm. Vẫn được đăng kiểm 1 năm. Và tổng thành như chiếc xe này thì chúng ta phải xem những cái dòng xe này nó có bị đâm va hay không. Thứ nhất, đâm va ở đâu? Cái thằng này thì nó không lật được lắp capo. Nó không lật được lắp capo cho nên chúng ta nhìn này, tất cả đầu răng này, đầu răng trước này. Nếu một chiếc xe Olin bị đâm va thì đầu răng trước tất cả những phần ốc này bị tháo hoặc là nó sẽ bị gãy. Tại vì phần đằng trước này là nó chịu, nếu mà bị tai nạn thường nó bị tai nạn đằng trước nhiều hơn so với những phần khác. Đấy, chúng ta nhìn rất kỹ. Nếu người ta thay mặt ca răng thì người mình cũng phải nhìn ở đây. Em nhìn mình hoặc là mình cúi xuống gầm, tại vì gầm của dòng xe này rất là cao, rất là cao. Hoàn toàn có thể xem được. Đấy. Và chúng ta hoàn toàn có thể lật được cabin dòng xe này lên để chúng ta xem chi tiết hơn về động cơ.
chi tiết thêm về động cơ. Cái thằng Olin này này thì cái việc mà lưng cabin lên thì nó nhẹ thôi, nhưng mà cái thằng này cabin nó hơi dài, cho nên là chúng ta như vậy. Đây. Rồi, ok. Động cơ turbo, có turbo tăng áp rồi. Rất là khỏe quán. Rất là khỏe quán. Đấy. Bao nhiêu năm rồi, 6 năm rồi, nhưng tất cả phần chống ồn này, tất cả phần cua lốp khi mà bánh xe cứ vận động chuyển động, nước nó bắn lên, nhưng chủ nhân biết giữ xe thì nó cũng không bị mọt mẹt quá nhiều. Tuy nó là biển 36 đấy, nhiều người cứ kỳ thị biển 36, bảo gần biển nó mọt. Chưa nhìn thấy cái vết mối mọt nào ở đâu, quá lặng nề, đúng không anh em? Phần sassi chạy dài, và cái phần sassi của dòng xe Olin này thì nó chạy dài, cộng với lại khi nó cộng thêm cái thùng này nữa thì lưới dây chuyền sản xuất của Thaco Trưởng Hải công nghệ Hàn Quốc thì đây, tất cả phần dầm dọc này, những phần dầm dọc nó đã chịu tải rất là tốt rồi, trong khi đó những phần dầm ngang và sau khi được sử dụng bởi chủ nhân mới thì người ta còn nâng cấp thêm những phần dầm ngang này nữa để mà cái phần chịu tải, để mà cái phần sàn sóng nó tốt hơn, chịu tải nó tốt hơn. Rất là nhiều những cái sàn này là người ta về người ta độn thêm này. Nếu nhiều người người ta cũng có nhiều người người ta độn dầm gỗ, nhưng cũng có nhiều người người ta cẩn thận chắc chắn hơn, người ta độn những cái dầm sắt này rất kiên cố luôn. Ba khoang đều mở được 1 2 3 4 5 6 7 bửng. Mở được 7 bửng nhá. Và chiếc xe này thì quý vị về cũng không cần phải lót thêm sàn nữa, tại vì chủ trước người ta cũng lót sàn rồi. Cao quá, chiều cao mình có hạn. Đây, mở bên này. Mở bên này. Đây. Đây. Tất cả phần sàn, sàn trên, sàn sóng ở dưới nhá. Bây giờ ở trên vẫn còn lớp sàn trên, sàn tôn rất dày luôn. Rất dày luôn. Những chiếc xe này chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào những công việc như là chở trúc, chở cám, rồi là chở trâu, chở bò thoải mái luôn. Đấy. Và đây là những cái xích để mà nó chống văng. Đấy, chống văng hai cái thành thùng ra khi mà chúng ta đi đường đèo nhiều. Và tất cả hệ thống khung gầm ở bên dưới thì nó hiện hết. Chả thiếu một cái gì, chúng ta bỏ ra 15 phút xem từng chi tiết một, từ đầu cho đến keo chỉ cánh cửa, cho đến cả tất cả phần thành thùng, máy móc, không thiếu một cái gì. Cho nên là những cái dòng xe này xem xe tải nó dễ lắm, nó dễ hơn dòng xe con rất là nhiều. Và một cái câu hỏi nữa là nhiều người hỏi rằng nếu một chiếc xe bị tai nạn người ta thay cabin thì làm thế nào để biết. Nó rất dễ anh em ạ, nhưng nếu không để ý thì thực sự nó sẽ bị gọi là bị lừa ấy. Thì với những chiếc xe thay cabin là như thế nào? Đối với những xe tai nạn thay cabin thì thường nếu mà thay cabin, người ta thay cabin đời thấp, chả bao giờ người ta thay cabin mới cho quý vị và bạn. Nếu mà thay cabin mới thì ngon quá, đúng không ạ? Thay cabin đời thấp thì những cái ốc kia người ta phải tháo ốc. Còn đâu là cabin, những cái ốc kia chỉ có thay cabin nó mới tháo thôi. Nè, ốc cabin kìa. Đấy. Cho nên là xem xe buổi tối hay buổi sáng thì quan trọng là các bạn phải xem được là chiếc xe này nó có đáng giá đồng tiền bát gạo không, từ yếu tố nó có đâm va không. Đâm va lập tức là ví dụ nhá, xe này 340 triệu, đúng không, cánh cửa này làm lại rồi, thay rồi, đúng không, thì nó sẽ bớt đi khoảng 10 triệu đấy. Nếu thay cabin rồi nó sập đến khoảng 40-50 triệu, đúng không ạ. Nếu mà ảnh hưởng đến động cơ rồi, máy, cái việc mà làm lại máy là chuyện bình thường, quan trọng là hiện tại nó có tốt hay không. Và máy, kể cả máy chưa làm lại nhưng hiện tại mà nó có vấn đề, hơi nó kém rồi, chúng ta vẫn phải làm lại thì chúng ta vẫn phải bớt tiền đi. Chứ không phải là nhiều người người ta cứ quan trọng là máy làm lại rồi, 6 năm làm lại chuyện bình thường, với xe tàu này làm lại là máy vài năm đầu là chuyện bình thường luôn. Quan trọng hiện tại nó có tốt hay không, đúng không ạ? Đấy là những cái điều mình chia sẻ, mà có lẽ rằng clip này mình mới nói ra mà thôi. Sự thật thì hơi mất lòng một chút, mong quý vị và các bạn thông cảm. Và đó là clip hơi ngắn một chút, nhưng quý vị cần chi tiết hơn, xem lại, hãy xem lại những video, 30 video ở trước. Tôi cũng làm chi tiết cách xem xe keo chỉ như thế nào, máy móc làm sao rồi. Hoặc alo tới số điện thoại hiện trên màn hình, tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị và các bạn nhé. Tôi là Đạt Xe Tải. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video này của tôi. Xin chúc tất cả quý vị và bạn luôn luôn tự mình, tự tin, tự chọn mua được những chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của tôi vào ngày mai.